Chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cường NGT. Chúc bạn ngày vui vẻ nha. Mình có cái này muốn khoe các bạn này. Ôi trời ơi, ai rồi cũng phải F0 rồi các bạn ạ. Ảo thật đấy. Thì các bạn thì nghe giọng mình ấy đang khá đau cổ. Thì mình đang bị F0. Hôm qua mình test và hôm nay là ngày thứ hai rồi. Thường ngày trước nữa thì nó có triệu chứng của F0. Thì sau này mình khỏi thì mình sẽ chia sẻ lại các bạn về những triệu chứng của mình bị F0 và thuốc mình sử dụng. Tuy nhiên thì hôm nay thì mình đang bị F0 và cách ly tại cửa hàng. Mình không thể về nhà được. Và mình đã phải đặt mua một cái màn để mình ngủ tại cửa hàng. Vì là ở ngoài cửa hàng mình là khá là nhiều muỗi. Mà chùm chăn ngủ ấy thì nó khó chịu lắm. Nên mình có mua cái màn gấp và mình sẽ review lại các bạn. Cái màn này khá là hay. Vì sau đây mình sẽ quay video mở màn ra và review lại các bạn xem màn nó có hợp lý không nha. Đây các bạn nha, đây là cái chỗ mà mình nằm cách ly từ lúc bị F0 này. Mình sử dụng một cái đệm xốp này, nằm cho đỡ bị đau lưng này. Đó. Và sau đó thì mình có một cái chăn để mình lót bên dưới cho nó đỡ bị lạnh người. Đó, đệm xốp như này cho nó êm này, một cái chăn dày này. Đó. Có giường thì nằm nó không ấy, không cần chăn, nằm đệm. Đó. Và sắp tới mình sẽ có nhân vật chính, đó là một chiếc màn để chống muỗi. Những ngày trước thì không có muỗi thì mình chùm kín chăn ấy, nó rất là khó chịu, nó nóng. Và cái chăn và cái màn đấy thì mình mua diện tích là 1m6 x 2m, giá nó rất là rẻ, giá chỉ có 95.000 thôi. Mình mua trên Shopee. Các bạn đợi một chút, sẽ có ngay bây giờ đây. Đây, thì chiếc màn được bọc trong một cái túi ni lông như này. Rạch cẩn thận, rạch bố màn nữa. Nghỉ. Đấy, bọc trong túi như này nè. Sau đó bên trong. Đây, màn chống muỗi. Lật úp xuống này. Có quay quay cái... Đây, màn chụp tự bung. Còn cái nịt. Ui giời ơi. Còn cái nịt thôi. Hàng Việt Nam chất lượng cao, kích thước là 1m6 x 2m, made in Việt Nam, có kích thước to hơn và có thích nhỏ hơn bạn nhé. Đó, bên ngoài là lớp túi vải này. Ok, mở ra đi. Cứ khi chúng ta không dùng nữa, chúng ta sẽ cất vào đây này, có cả móc treo luôn. Thành liệu đấy. Giá cũng tương đối là rẻ. Xem thử nào. Màn có dày không? Có dày dặn không? Cũng như màn bình thường của mình dùng mà. Cũng dày mà. Cái lớp lưới cũng tương đối là dày các bạn nhé. Ok, đây vứt đi để làm gì đâu. Đó. Rồi, sau đây giờ mình nhờ bạn mình bung ra. Đây, nó có một cái dây thun này. Chúng ta bọc lại. Đấy. Xong, thả ra. Oài. Oài. Tự bung luôn. Hơi to quá. Hơi bị to. Cẩn thận, từ từ, cẩn thận màn hình. Mình kéo lùi ra ngoài tí. To quá đúng không? Ê, to quá các bạn ạ. Chưa biết kiểu gì cơ. Đây, cho cái đầu xuống dưới. Gấp vào kiểu gì? Gấp vào thì gấp là như thế, xong cuộn lại. Cho cái mình cho chiều dài xuống dưới. Nhưng mà có vẻ hơi to vậy, cái nhỏ nhỏ hơn tí thì đẹp. Kích thước thì nó kích thước thì nó sẽ không, giá nó sẽ không chênh nhau quá nhiều đâu. Và các góc thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có những cái bo chun. Đó. Và nếu mà chúng ta dùng giường bình thường ấy, nó có kéo khóa kéo nữa, có kéo ở cạnh ấy. Lại cần tua chứ, gen chứ. Đó, có kéo để chui vào. Đấy, cần nhận, ví dụ nhà nào bạn nào ở quê có thể
thích ngủ ngoài trời mùa hè thì chúng ta có thể dùng cái này cũng rất là hay này. Để mình ngồi vào trong đây trước. Quay. Giờ kiểu gì? Thì tí nữa kéo kéo ra chứ, tí nữa kéo ra quay. Đó, thì bây giờ mình nhờ bạn mình bế xuống. Không, đẩy đẩy bên trước ấy. Sau đó chúng sau rồi mình bạn mình sẽ quay xa xa hơn nhá, xem kiểu dáng nào. Và link mua hàng của sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Đó, gấp vào nó rất là gọn thế thôi. Xong chúng ta cuộn một vòng nữa là chúng ta Xuống nhé. đó. Đây, các bạn nhìn thấy khá là gọn đúng không? Như mình quay đó, tối gần thì các bạn nhìn không được rõ cho lắm. Rồi mình xuống dưới mình nằm đã, xong rồi các bạn mình quay xa hơn thì sẽ rõ hơn. Đây chưa? Đấy, ok các bạn nhá. Đó, cái màn này thấy rất là tiện lợi các bạn ạ. Và nếu bạn nào đang bị F0 thì chúc các bạn sớm khỏe nhá. Mình hôm nay mới là ngày thứ hai thôi. Rồi, xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cờ NLT. Và link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Chúc các bạn ngoan, xin chào. Hẹn gặp lại.